Phi Nhung xin cảm ơn tất cả những lòng hảo tâm của quý vị đã thích Phi Nhung, yêu mến Phi Nhung. Cho em có một cái riêng tư với cô dâu chú rể một tí xíu được không ạ? Dạ, dạ em xin cảm ơn rất nhiều. Mọi người có thể xuống sân khấu được không ạ? Mọi người có thể xuống sân khấu được không ạ? Tí xíu nữa. Thưa quý vị, và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình để cho ca sĩ Phi Nhung còn hát những ca khúc còn lại trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay là Phi Nhung không phải hát một bài đâu, nên chúng ta đợi Phi Nhung hát xong rồi chúng ta hãy lên sân khấu chụp hình cũng được. Thưa quý vị, vì chương trình cũng có thực hiện live stream, do đó hy vọng rằng là các anh quay phim cũng đừng đứng trước ống kính ạ. Và em có dạ em cảm ơn, và em sẽ tặng cho cô dâu chú rể bài hát Tơ Tầm nhé. Xin tặng cho cô dâu chú rể. Dạ dạ dạ. Phi Nhung xin tất cả quý vị ở trên sân khấu cho Phi Nhung nhả khó trên sân khấu, và tất cả quý vị có thể lui xuống cho Phi Nhung hát và để phục vụ với quý vị được không ạ? Thưa quý vị, và ca sĩ Phi Nhung ngày hôm nay gửi đến chúng ta những 5 bài hát. Và đó hy vọng là quý vị sẽ quay trở về hàng ghế của mình để cho Phi Nhung tiếp tục hát những bài hát còn lại trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đó thì Phi Nhung sẽ nhắn lại để cho thành lưu niệm cùng với quý vị. Xin được mời quý vị khán giả quay trở về hàng ghế của mình đi ạ. Và Phi Nhung xin, sau đây là Phi Nhung xin cảm ơn tất cả quý vị rất 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 là nhiều đã có mặt tối hôm nay ủng hộ cho cô dâu chú rể, và cũng như là tiếng hát của tất cả các anh chị em nghệ sĩ tối hôm nay. Dạ, bây giờ tất cả quý vị có thể cho Phi Nhung phục vụ quý vị những bài hát quý vị yêu thích nha. Phi Nhung xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Chúng tôi xin được mời quý vị quay trở về hàng ghế của mình đi ạ. Và xin được mời các anh chụp hình đừng đứng trước ống kính bởi vì chúng ta đang live stream ạ. Một lần nữa xin được mời quý vị khán giả cùng một tổng sân khấu vui lòng quay trở về. Mình xin cảm ơn chị Phi Nhung rất là nhiều ạ. Chị ơi, bây giờ sẽ có một món quà gia đình sẽ gửi tặng chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời Phi họ, nhà trai họ, nhà gái chúng ta trở về sân khấu để một chút tấm hình kỷ niệm với chị Phi Nhung. Và xin mời chị Phi Nhung chúng ta tiến hành bốc thăm may mắn cho chiếc iPhone 8 trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời Vũ Đoàn hỗ trợ cho mấy hai người ạ. Vũ Đoàn Đại Dương. Và trong giờ phút này thì theo mong muốn của chú Thảo thì xin được mời tất cả các thành viên trong gia đình phía nhà gái sẽ lên sân khấu để chụp hình cùng với cô, cùng với Phi Nhung. Và xin được mời tất cả các thành viên trong gia đình của chú Thảo sẽ tiến vào sân khấu để chụp hình cùng với Phi Nhung. Và hy vọng là quý vị khán giả giúp cho chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc này bằng cách là
ngồi yên tại vị trí, tại vì Phi Nhung còn những 3 ca khúc nữa mới chia tay chương trình. Và sau 3 ca khúc nữa thì quý vị cũng vẫn còn có thời gian để chụp hình cùng với Phi Nhung. Thế nên hy vọng giờ phút này hãy dành thời gian cho phía gia đình nhà gái một chút xíu ạ. Vâng, xin mời vợ chồng anh Thương chúng ta trở về sân khấu đi ạ. Và sau tấm chụp hình tấm lưu niệm của gia đình hai phía họ nhà trai và họ nhà gái thì chúng tôi sẽ tiến hành nghi thức bốc thăm trúng thưởng. Và bây giờ thể theo lời yêu cầu của nhà bên gái, yêu cầu Phi Nhung hát năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Nên Phi Nhung sẽ hát bài hát này tặng cho quý vị, tặng cho cô dâu. Vâng, xin mời cô quý chúng ta trở về sân khấu ạ. Xin mời cô ạ. Gái của mẹ. Mẹ có hát được không? Không, bây giờ vậy đi, để Phi Nhung sẽ tặng cho cô dâu bài một câu giọng cổ con gái của mẹ nha. Dạ. Vâng, xin mời vũ đoàn chúng ta. Rồi bây giờ các bạn có thể xin cảm ơn ạ. Quý vị có thể cho cô giờ cô bên cô gì đàn trai đàn gái quan trọng với tay thằng lớn được không ạ? Dạ em xin cảm ơn. Và em Phi Nhung tặng chị Phi Nhung tặng cho cô dâu một câu giọng cổ nha. Bây giờ cô dâu xuống ngồi và tập trung đi, cái áo dài nó dài quá tội nghiệp cô dâu ghê gì đó. Cô dâu của chúng ta dễ thương quá không cái gì? Có thể cho một tràng vỗ tay được không ạ? À dạ. Rồi, bây giờ Phi Nhung sẽ hát một câu giọng cổ con gái của mẹ nha. Ôi, dễ thương quá, con cảm ơn con. Mẹ ơi, con gái 12 bên nước biết bên nào, trong biết sông nào đúng. Biết rồi ấy mai một ngày con sống giá theo chồng. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chờ Người của nhạc sĩ Khánh Băng. Chỉ vì
quý vị rất nhiều. Và bây giờ Phi Nhung là quý vị cũng biết là Phi Nhung đang là giám khảo của chương trình solo của Bolero, thì bây giờ không hát những bài hát Bolero thì không được đúng không? Phi Nhung xin tặng cho quý vị nhạc phẩm Anh Là Tất Cả của nhạc sĩ Lâm Phương. Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị có thể lì xì cho một tràng pháo tay lớn được không ạ? Thank you. Thay mặt cho cô dâu tặng bài hát này cho chú rể nha. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị.
Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tắt Nước Đầu Đình của nhạc sĩ Y Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn cô dâu chú rể nha. Hạnh phúc mãi mãi nha. Mai mốt mai mốt cái gì ta? Mai mốt sanh con đúng một năm rồi Phi Nhung về nha. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị. Em hát
hát theo lời yêu cầu của má cô dâu. Em sẽ hát bài hát năm 17 tuổi. Chị Nhung ơi, chị Nhung. Chị Nhung cho em chụp tấm hình nha. Cho Nhung hát xong rồi Nhung chụp được không? Bây giờ em chụp nghe em mới xuống. Rồi em cảm ơn. Dạ cảm ơn. Bắt tay. Dạ. Chưa thấy cái đám cưới nào mà dễ thương như đám cưới này mà. Thank you.
xổ số nha. Bây giờ mình xổ số hả? Giờ Phi Nhung giao sân khấu lại cho MC để MC xổ số. Chúc các anh các chị vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc cô dâu chú rể sống trong năm hạnh phúc, răng long tóc bạc. Và sân con thì nhớ là mời Phi Nhung nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Mấy chị đợi một chút xíu. Dạ, quý vị khán giả vui lòng đợi một chút xíu để đây cho chị Phi Nhung bốc giải cuối cùng trong tối ngày hôm nay đi ạ. Trong một tối ngày hôm nay. Cảm ơn, xin mời chị Phi Nhung lên bên trên ạ. Và tấm phiếu cuối cùng trong tối ngày hôm nay đó là trao tay tất cả khách mời nào có phần may mắn đặc biệt nhất trong tối ngày hôm nay, đó là chiếc iPhone 8 đang trên tay của Lego. Và chiếc phiếu này sẽ được chị Phi Nhung bốc lên. Thì mong rằng tất cả vị nào chủ nhân sở hữu chiếc điện thoại này, và chúng ta trở về sân khấu đi chụp kênh lưu niệm với chị Phi Nhung trong tối ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ trộn một phiếu lên một lần cuối cùng và tìm ra một cái gì, một cái chủ nhân của chiếc iPhone 8 trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Chị Phi Nhung rất là nhiệt tình ạ, một chào rất lớn đi ạ. Phải trộn lại lần nữa, chúng tôi bị ăn gian. Dạ, Phi Nhung là muốn bóc nhiều phiếu nhưng mà chúng tôi chỉ còn là một cái iPhone thôi ạ. Lặng lặng mà nghe tôi hô con cờ kinh, do cho mà thật kỹ xin đừng có vô ý để lộn con cờ kinh. Lỗi ơi tại mình đừng trách tôi ngô lộn, cờ đang cái quay trộn con gì nó ra đây, ai mà hãy đọc đây. Vâng, xin cảm ơn chị Phi Nhung, một trăm phát ứng đi ạ. Và xin chị mời chị cầm chiếc điện thoại giùm giúp cho em đi ạ. Không thôi chị chào cho em cũng được. Và chủ nhân sở hữu chiếc phiếu may mắn sở hữu điện thoại iPhone 8 trong tối ngày hôm nay bằng cùng mang con số 3. Bao nhiêu người khách còn lại có số 3 ạ? Số 3 cuối cùng. Bằng cùng con số 3. Số 3 hàng đơn vị. Số đầu tiên hàng trăm mang con số 7. Wow! Anh ơi, anh, số hiệu của anh là số mấy? Mang con số 6. 763 là chủ sở hữu chiếc điện thoại iPhone 8 trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ ai ạ? Và xin mời quý vị nào có tấm phiếu 763 chúng ta trở về sân khấu. Và quý vị, sau phần của chị Phi Nhung trao tặng thì sẽ có một phần tiếp mục đặc biệt nữa, đó là phần countdown năm mới 2018 sẽ do vũ đoàn trình diễn ca khúc Thần Tài, sẽ phát lọc 20 người may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Anh và xin mời chị Phi Nhung kiểm tra. Đúng rồi, 763, chúc mừng bạn, chúc mừng. Mừng ra, thích em một cá thôi, một cá. Quý vị cho một chồng mắt tay thật lớn, quý vị. Một cá thôi. Quý vị giơ những cái cánh tay lên, quý vị, giơ những cánh tay lên. Một cá. 763. Xin được mời quý vị cho rất nhiều, và giờ đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với ca khúc Happy New Year của chương trình. Chị Phi Nhung ơi, chị Phi Nhung, xin nói lại cho em chụp hình với chị gái được không ạ? À? Nói chung là hôm nay là anh em nén lại tới giờ này, vừa vui chơi vừa uống với nhau một ly bia, chúc mừng đám cưới hạnh phúc của Cường. Chúc mừng em nha. Dạ, xin được cảm ơn anh vẫn còn có mặt xin tại chương trình này. Cảm ơn anh nhiều nha. Và bây giờ là tiết mục cuối cùng để chúc phúc tất cả vị bước vào thành năm mới 2018 với Vũ đoàn Đại Dương. Và trên tay Vũ đoàn Đại Dương sẽ có những phong bì trị giá sẽ gửi tặng tất cả quý vị có khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Ai sẽ là người may mắn được thần tài trao giải trong buổi tối ngày hôm nay? Và xin mời Vũ đoàn Đại Dương. Thưa quý vị, chúng ta nhận lộc đi ạ, đừng có về giờ phút này uổng lắm ạ. Trong tim trong xuân, lòng phong về đây xuân vầy.
Yeah.